Em xin chào quý vị nhé. Hôm nay bên em về được hai chiếc cơm hộp xôi nhá, cũng đang rất là có nhiều quý vị đang cần những cái dòng xôi như này nhá. Thì hôm nay em về được hai con, một con là con 657F, là con bên ngoài kia, 657F con bên ngoài kia. Đây, con bên trong này là con 7 này, 7G cha nhá. Một dòng hai con này đều những con công suất rất là khủng nhá, rất thích hợp để kéo những cái con loa mà nó bát 30, bát 25, bát 30 nhá. Thậm chí có những con bắt 40 cũng kéo được nhé. Thì bây giờ em sẽ đi vào từng sản phẩm nhé. Đầu tiên là cái con này sẽ là con 7 này, 7G cha này. Đấy. Như quý vị có thể thấy là sườn hông nhé, hàng về còn rất đẹp. Dòng 7 là 7G cha này là một dòng nó rất là hiếm như quý vị nhé. Gần như trên thị trường bây giờ không, rất ít người có sản phẩm âm ly này về tại cửa hàng nhé, rất ít. Thậm chí là bây giờ nếu như mà nói không ngoa thì là cả thị trường Việt Nam này bây giờ chỉ còn một mình Nguyên Vũ Cỏ này. Nếu em nói thật là nếu như nói không phải là quá ngoa nhé, thì là con này có thể nói là chỉ có bây giờ chỉ có cửa hàng nhà em có. Đấy, bây giờ 7G cha nhé, sản phẩm rất là đẹp này, công suất cũng rất lớn nhé, công suất cực lớn luôn này, vị xem này. Hàng rất là đẹp nhé, hàng cao cấp nên nó tất cả mọi thứ nó đều được trau chuốt tỉ mỉ nhé. Có cả những chân rắc cổng phono thậm chí còn được vạ vàng luôn nhé. Đây con này này nhé, công suất của nó cực khủng luôn nhé, 270W nhé, cực khủng 270W. Đấy, rất là khủng khiếp nhé. Đây trở kháng của âm ly đâu rồi? Trở kháng của âm ly là từ 4 đến 16 ohm nhé. Đấy, trở kháng âm ly từ 4 đến 16 ohm, quý vị có thể nhìn thấy nhé. Đấy. Hàng còn rất đẹp nhé, từ đít hông cho đến mặt mũi nhé. Hông hết nó còn rất đẹp nhé, quý vị nhìn này. Nhé, thử xem. Quá đẹp nhé. Bọn 7G cha này nó cũng là dòng volume 2 nấc giống như bọn Yamaha nhé. Đấy, volume 2 khắc này. Đấy, một nấc là chỉnh bass đến 150Hz, một nấc là chỉnh bass đến 300Hz nhé. Còn con này trên này có một nấc chỉnh tép là 6kHz và một nấc là chỉnh 3kHz nhé. Mỗi con này nó sẽ có một cái đặc điểm riêng với chép nhé, chép sẽ nghe nó sẽ khác nhau nhé. Đương nhiên là tai nghe của mỗi người quý vị thích hợp với cái dạng nào thì nghe dạng đấy thôi nhé. Nhưng những dòng như này thường nó rất là hay, hay rất nhiều những cái dòng mà nó không có các cái nút tinh chỉnh này nhé. Này, này, rất đẹp nhé. À, vừa về mà chưa cần lau chùi gì đã đẹp như này rồi. Này. Con này nhá, con này giá của nó là 5.900.000 nhé, 5.900.000 đồng nhé. Đấy. Quý vị nào mua thì liên hệ nhé, 0966 59581 nhé. Đây, đôi 4, size 43 nhé, sâu vào là đôi khoảng đây 20 rồi này. Đây cũng gần hết một găng tay của em nữa, nó phải rơi vào khoảng tầm 37. Ở đây cái thước kẻ đây nhé, thước đo có đây 36 đấy, 36 nhé. Size này size 43 nhưng mà còn thêm hai cái hồi gỗ vào nữa nó thành 46 nhé. Này, hai hồi gỗ thành 46. Cao đây. Cao của nó là đi 16 cm nhé. Đấy. 270 mà, rất khủng nhé. Đấy. Vậy con tiếp theo là con 657F Extra nhé. 657F. 657F đây. Quý vị nhìn này. Con này thì hoàn toàn là vỏ gỗ nhé. Con này nó gần như cũng là hoàn toàn là vỏ gỗ này. Đấy. Trừ mặt nhé, trừ mặt. Xung quanh đều là gỗ hết. Tôi nhìn rất đẹp nha. Phải nói là quá đẹp. Đấy. Cho quý vị nào ưa thích cái màu gỗ vụ thì đây. Đấy. Đây nha, mặt đây. Đấy. Mặt cũng đẹp luôn nha.
shipper nhé. 4 đến 10 số ôm chở hàng nhé. Công suất của con Omni này của nó là 200W nhé, 200W này, 200W. Đây nó cũng có các đầu vào AUX tuner nhé, Uno. Rồi tép 1, tép 2 nhé. Nếu như quý vị nào ai biết khai thác hai cổng tép này nhé, thì chúng ta có thể sử dụng nó như một cầu để đấu equalizer được nhé. Nếu chúng ta biết cách khai thác đấy. Thì khi chúng ta đấu được thêm cả equalizer phải nghe còn hay nữa nhé. Con này bản thân nó rất là hay rồi, nhưng mà nếu chúng ta mà biết cách tận dụng cổng tép thì chúng ta sẽ nó sẽ còn hay hơn nữa, hay khủng khiếp hơn rất nhiều nhé. Hay tận dụng cái cổng Red Selector này. Còn cái đấy thì quý vị nên tìm hiểu thêm nhé, tìm hiểu thêm này. Trên Google rất nhiều người ta hướng dẫn nhé. Này. Thì con này kích thước của nó như sau nhé. Em sẽ đo kích thước cho quý vị để quý vị còn ứng với cả cái âm đi của nhà mình nhé. 44 nhé, 44 là chiều ngang nhé. Chiều sâu của âm đi là đi 36 nhé. Đương nhiên là chúng ta phải trừ hao thêm cả cái cọc loa đằng sau nữa thì cứ cho nó 39 đi nhé. Đấy. Đây nhá, tôi nói thì cả cái cọc loa đây quý vị nhìn này. Được xuống cái cọc loa xuống thì nó phải rơi khoảng 2 gần 3 phân nữa không ạ? Đấy thì đương nhiên là 36 thì chúng ta cộng thêm 3 phân nó 39, đúng chưa? Nhá, đấy. Và cao nhá, cao của âm đi là đi 15,5. Đấy, đương nhiên hai con chiều cao như nhau rồi. Con này thì là giá của nó là 4.390.000 đồng nhé, 4.390.000 đồng này, 4.390.000 đồng đấy nhé. Thì con này 6D7F 4.390.000 đồng và con 7GX nhé, con đấy hàng rất hiếm nhé, cả hai con này đều hàng khá là hiếm nhé. Con này thì kém hiếm hơn một tí so với con 7D7GX kia nhé, nhưng nó chung vẫn hiếm nhé. Thì là 4.390.000 đồng và con ở ngoài 7D7GX của nó là 5.900.000 đồng nhé. Để giá đã để rất ưu đãi rồi, giờ được những đơn vị nhiều cái này nếu như người ta về nó phải hơn 6 triệu cả nhé, vì hàng bây giờ về nó không về được nữa nhé. Đấy thì là mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ là 0966 594 581 giúp em nhé. Và em xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo bên em nhé.